Nhờ có e-ink, nguyên mẫu BMW X này có thể thay đổi màu sắc trên thang độ xám. Đó là nhờ công nghệ điện di được tìm thấy trong e-ink. Được BMW trình diễn trong một ứng dụng ô tô tại C2022 vào thứ Tư. Được mệnh danh là X-Flow, Soka này sử dụng công nghệ điện di có trong e-ink để thay đổi màu bên ngoài gần như ngay lập tức. Nó hoạt động như thế nào? iX có một lớp bọc đặc biệt giúp mang các sắc tố màu khác nhau lên bề mặt thông qua kích thích điện. Hiệu ứng thay đổi màu sắc có thể đi từ trước ra sau, từ bên này sang bên kia, trong các sọc, trong các đốm màu, v.v. Bọc e-ink cho phép khả năng điều chỉnh này. Việc triển khai e-ink có hai lợi ích chính. Đầu tiên, nó mở ra cánh cửa cho một thế giới tùy chỉnh hoàn toàn mới, cho phép chủ sở hữu thay đổi màu sắc và thiết kế của chiếc xe của họ dựa trên tâm trạng, tình huống hoặc bất cứ điều gì. Stella Clark, giám đốc dự án của X-Flow, cho biết chiếc xe trở thành biểu hiện của những tâm trạng và hoàn cảnh khác nhau trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, hiện tại các màu duy nhất là đen, trắng và xám. Sẽ ổn nếu bạn có tâm trạng và hoàn cảnh khác nhau trong cuộc sống hàng ngày, liên quan đến cảm giác bị vùi dập trong một ngày mưa. Tôi có thể có liên quan. Các lợi ích khác, tăng hiệu quả. Vào những ngày nắng nóng, xe màu trắng sẽ mát hơn xe màu đen vì chúng phản chiếu nhiều ánh sáng mặt trời hơn. Tương tự, vào những ngày lạnh, màu ngoại thất tối sẽ giúp xe hấp thụ nhiều ánh sáng mặt trời hơn và do đó nhiệt nhiều hơn. BMW cho biết điều này có thể giảm lượng sưởi hoặc làm mát cần thiết để điều hòa xe vào những ngày nóng hoặc lạnh. Điều này sẽ cải thiện hiệu suất vận hành tổng thể của xe ngay cả khi sự khác biệt là nhỏ. Công nghệ e-ink giống như công nghệ được sử dụng trong máy tính bảng đọc sách điện tử và lớp bọc của X-Flow được làm từ các đoạn giấy điện tử. Đó là lý do tại sao X chỉ có thể thay đổi màu sắc trên thang độ xám, nhưng khi công nghệ e-ink phát triển để bao gồm nhiều màu sắc rực rỡ hơn, hy vọng X-Flow cũng vậy. Rốt cuộc, nó chỉ là một bản concept, nó vẫn tuyệt vời, không có gì nói trước được liệu BMW có bao giờ đưa các tấm thân xe thay đổi màu sắc vào sản xuất hay không. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.